and a very warm welcome to all of you today to an evening of Indian culture organized by the Consulate General of India in Ho Chi Minh City as a part of the celebrations to mark the 75th anniversary of India's independence. Kính thưa quý vị, chào buổi tối và xin chào mừng quý vị đến với đêm văn hóa Ấn Độ do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm ngày độc lập Ấn Độ lần thứ 75. India has been the cradle of one of the most ancient civilizations and its dance forms have been a continuous evolution of human emotions and aspirations. Today evening, we present before you Kathak, one of the most elegant dance forms of India, which revolves around the concept of storytelling. An art form with inexplicable charm, mesmerizing footwork and graceful movements. Ấn Độ được biết đến như cái nôi của một trong những nền văn minh cổ đại nhất và các vũ điệu chính là một hình thức biểu hiện cảm xúc và nguyện vọng của con người. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị điệu múa Kathak, một trong những vũ điệu tao nhã nhất của Ấn Độ với những câu chuyện được kể thông qua những điệu múa. Một loại hình nghệ thuật với sức quyến rũ khó có thể giải thích được với những động tác chân đầy mê hoặc và chuyển động duyên dáng. Now, we would like to introduce our distinguished guest attending today's celebration. Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dr. Madan Mohan Sethi, Council General of India in Ho Chi Minh City. Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ms. Swagathi Ghabuyan, Spouse of Council General of India. Và Swagathi Ghabuyan, phu nhân Tổng lãnh sự Ấn Độ. Most Venerable Dr. Thich Thinh Tham, Deputy Head of Executive Board of Vietnam Buddhist Sangha. Hòa thượng tiến sĩ Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mrs. Tran Quan Toan An, Deputy Head, Information and Culture Section, Department of External Relations, Ho Chi Minh City. Ông Trần Quang Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Dr. Ho Thi Trinh An, Vice Chairwoman, Vietnam India Friendship Association. Mrs. Nguyen Thinh Hong Diem, Vice President, Ho Chi Minh City Union of Friendship Organizations, HUFO. Và Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Manoj Bharatwal, Chairman INCHAM. Ông Manoj Bharatwal, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam. Ms. Poonam Bharatwal, Spouse of Chairman INCHAM. Và Poonam Bharatwal, phu nhân của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam. Representatives of Ho Chi Minh City's government departments and organizations, diplomatic corps, HUFO, VIFA, Indian community members, faculty members and students of USSH and other universities and media. Cùng toàn thể đại diện các cơ quan ban ngành, các tổ chức ngoại giao, các lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và cộng đồng Ấn Độ, các thầy cô và các bạn sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Lighting of lamps is an ancient Indian tradition to impart positive energy and the innate desire to illuminate one's being. So, I would like to request our distinguished guest of today to kindly come up on stage for the lamp lighting ceremony. Nghi thức thắp đèn là nghi thức truyền thống của Ấn Độ với ý nghĩa truyền tải nguồn năng lượng tích cực và khát vọng khai sáng của con người. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu bước lên sân khấu để thực hiện nghi thức thắp đèn. Dr. Madan Mohan Sethi, Council General of India. Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ms. Swagathi Ghabuyan, Spouse of Council General. Và Swati Ghabuyan, phu nhân Tổng lãnh sự Ấn Độ. Most Venerable Dr. Thich Thinh Tham. Thich Thinh Tham. Hòa thượng tiến sĩ Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mrs. Nguyen Thi Hong Diem, Vice President HUFO. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Manoj Bharatwal, Chairman INCHAM. Ông Manoj Bharatwal, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam. Ms. Poonam Bharatwal, Spouse of Chairman INCHAM. Bà Poonam Bharatwal, phu nhân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam.
Thank you, everyone. I would now like to invite Dr. Madan Mohan Sethi, Council General of India in Ho Chi Minh City, to kindly come up on stage and give his welcome remarks. Sir. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Anniversary of India's independence, also been known as Azad Ki Amrit Mahotsav. India will be celebrating 75th anniversary of independence on 15th August 2022. And Azad Ki Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. First of all, I'd like to extend my gratitude to Ms. Anupama Ajay Kumar, Kathak dancer, and the students of Faculty of Oriental Studies in University of Social Science and Humanities for agreeing to perform today and providing all of us a glimpse of India's vast cultural identity. I would also like to thank IDCAP for collaborating with the consulate in organizing today's event. As you all know, India is one of the most religiously and ethnically diverse nations in the world, with some of the most deeply religious societies and cultures. Indian culture is one of the most ancient cultures present in the world. The country is quite diverse and is home to several communities, each of whom has their own culture and tradition. It is this combination of various splendid cultures that make India one of a kind. The Indian cultural diversity is what makes India unique and beautiful. India and Vietnam also share a deep cultural history. The roots of the Cham civilization, which shares a common culture with India, dates back to several thousands of years ago, and they are still going strong in central Vietnam. While heritage site Mission, which is the origin and home of the Hindu Cham civilization, dates back to 2000 years. The discovery of the 19th century monolithic sandstone sibling in Mission Sanctuary is further testament to the cultural linkage between the two countries. The magnificent Indian temples and mosques situated in the heart of Ho Chi Minh City, constructed by the Tamil community in the early 20th century and known for their architectural beauty, are the monuments of our shared common heritage. Yoga and Buddhism are some of the other examples of the cultural bondage between these two countries. We recognize the shared cultural history between India and Vietnam, and we can aim to create more awareness about Indian culture among the people of Vietnam. The concept of organizing an evening of Indian culture was conceptualized. Dances are a form of coherent expression of human feelings. The discussion on Indian culture would remain incomplete if we don't discuss the various classical and folk forms of India. Like the Indian culture, Indian classical dances are equally diverse in nature. There are numerous classical dance forms in India and innumerable folk dances. Each dance form can be traced to different parts of the country. Today, Ms. Anupama Jayakuma will be presenting before us Kathak, which is one of the 8 major forms of Indian classical dance. I am sure in the coming days, we will be able to organize many more such cultural evenings for you to bring you different facets of Indian culture. Once again, I welcome you all today. I hope you all enjoy today's performance as much as I do. Thank you all of you.